Xin chào mọi người nhé. Nói chung là cũng lần đầu mà thu giọng vào video như thế này nên là cũng không biết là ăn nói có lưu loát hay không nữa. Thì hôm nay mình sẽ làm nhanh nhanh cái video hướng dẫn cái cách dùng cái viên đá kể chuyện này. Cái này nó là cái phần thưởng khi mà mình nâng cấp cái tượng thần của bên Lizue lên đấy. Mình sẽ có tổng tập cộng cái này là 9 viên nhé. 9 viên. Nhưng mà nãy thì mình có ấy một vài cái thôi, mình có ở một vài cái bức tượng này. Những cái địa điểm mà mình dùng những cái viên đá này là nó nằm ở ngay cái dốc vị phỉ thúy này anh em. Để le vào đây nha. Xong rồi đi xuống dưới này. Đi xuống dưới này thì quanh quanh đây nó sẽ có 9 cái cột. Thì mình sẽ đu vào mấy cái cột này để mình ráp mấy cái viên ngọc này vào. Là xong. Ráp một cột như này là mình sẽ được một cái rương cao cấp này. À đây này. Mình sẽ đứng ngay vào cái chỗ cái có cái khuôn mặt ở trên cái bức tượng này anh em, trên cái cột này. Khảm vào. Đó. Đây, tổng cộng 9 viên tất cả nhé anh em. Mình xài bớt một vài viên rồi nên là giờ nó không còn đủ á. Có vẻ khi mà mình ráp hết những cái viên này vào mấy cái cột này là nó sẽ mở cái cửa này ra. Quát được. Lâu không chơi ngáo vậy luôn. Chết. Ok. Nhặt hết. Không đánh rớt cái gì hết. Không bỏ sót. Kia có một cái phải không nhỉ? Đúng đó. Phải leo lên này. Khá là cao chứ. Cao chứ nhỉ. Đứng đỡ vào đây. Bay. Rồi, thể lực này là lên thoải mái đấy. Nhảy. 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 Đây, chỗ có cái mặt này anh em. Ok, lùi xuống chút. Ok, muốn cái trụ nữa. Tội bé đắc ra rớt bùm bùm xuống đất này thôi. Đá nó rơi xuống nó đè. Ok. Có cái rương. Ok. Tiếp theo nó ở đâu nhỉ? Đấy. Bên kia phá rồi đúng không? Bên này này, bên bờ bên kia rồi, con Hilichu này đen cho mi rồi. Dọc cái đường mà mình đi ngang qua lại chứ. Để đi thịt nó luôn. Đỡ đâu? Có khiên. Đây, cái cột này đây. Đây, kiểu gió này. Gió. Sóng bắt đầu từ gió. Ok. Được một cái rương nữa. Không biết là cái nhiệm vụ này mình có óp mà chơi được không ta? Có ai đã chơi qua rồi thì để lại bình luận nhé. Đây, bên đây có trụ nữa này. Cái này nó là một nhiệm vụ ẩn nhé mọi người. Mình tới nơi mà mình chạy một cái cột ấy, mình ráp vào thì nó mới kích hoạt nhiệm vụ. Ok,
nhơn này, nhơn này, nhơn này. Trước lúc mà còn newbie thì sợ mấy con này thật. Không có tướng, không có đội hình để mà đánh á. Giờ thì tụi con tôm. Ôi. Lui xuống tí. Rồi. Ok. Có mấy con hoa lừa dối đang chờ mình kìa. Vỡ đầu. Vỡ đầu. Ok, còn một cái tượng nữa. Đây, nó nằm ở đây đây anh em. Ủa, không phải. Cái này là cái đầu tiên mà mình ráp mà nhỉ. Ủa rồi nó ở đâu nữa ta? Một cái trụ nữa nằm ở đâu nhỉ? Cái này là mở rồi vừa mở đúng không? Cái bên này nó cũng vừa mở rồi này. Lên video hướng dẫn nhưng mà cũng trái biết làm nữa. Đây, cái cuối cùng ở đây. À, ok, cái cuối cùng. Rồi, cửa mở rồi. Chín trụ cứu thế. À. Đâu nhỉ? Ở mía này đi đường nào qua ta? Ủa nó không phải nó nằm ở dưới cái hốc ở dưới này à ta? À đây đây đây, đúng đây rồi. Đúng cái chỗ này rồi. Không biết mi cho giấu cái rương nào trong này không? Ồ, tượng của đệ nhất và tượng của ngài đệ nhất và ai nhỉ? Và Madara. Ý, có con thủ vệ này. Rồi, sống lại rồi. Chết. Ấy, cái gì vậy? Nhơn, nhơn. Cái gì vậy? Giật mình nha. Chết. Hình như mình phải chạy đi đâu đó. À không phải. Đánh hết bọn này là được. Giờ đi đâu? Đi vô đây. Nghi mi chó rấu mấy cái dương ở trong ngóc, trong ngách này. Ở đây có dương này. Bầu không khí trong khu di tích này luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng đây có lẽ là tận cùng của di tích rồi. Chuyến đi này cũng xem như có thu hoạch, còn lấy được chiếc nhẫn kia nữa. Chúng ta mau rời khỏi đây, tìm vài người biết về đồ cổ đến xem bảo vật này có thể bán được bao nhiêu tiền. Bài mòn. À. Hoa tống thất. Hoa tống thất này là gì? Thánh di vật này. Phải không nhỉ? Thế
tham lam, luyến tiếc, thị phi, đố kỵ, tức giận, tham muốn, kiêu căng, tranh đua, hỗn loạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 loại tâm tư của người phàm, vừa có thể cứu thế giới, vừa có thể hủy hoại thế giới, không tăng không giảm, mãi trường tồn. Nếu hậu thế phá hủy 9 trụ cơ thế, thế gian tất nổi binh đao. Người đang đọc bia đa có thể lấy bảo vật trong phòng, trấn thủ ly dê. Ok, giờ đem nhẫn đi bán. Ôi, mình trò có dầu cái rương ở trong này không? Ôi, có con nhện này. Nghi lắm nha. Giấu không, giấu không? Giấu rương. Giấu rương đúng không? Không hấu. Giấu anh em ơi. Rồi, giờ đem nhẫn đi bán đã. Đây là gì đây? Chín trụ cứu thế này. Cái này cũng vậy. Để le vào đây. Ok, đem nhẫn đen bán với mức giá tốt. Trả nội bên dưới. Bô lai. Tuyệt phẩm gián. Một trăm tám mươi nghìn mua ra, bạn có đồng ý bán không? Để tôi suy nghĩ thêm. Em chơi qua này có nhớ mà mấy cái nhiệm vụ mà kiểu mình phải trả giá không nhỉ? Trả giá với mấy cái người bán hàng này. Chúng buôn bán là toàn kiểu trả giá. Nên là bán thì phải cẩn thận, không là bị hớ không. Thế bói bẻ trong đây là linh lang này. Hai trăm nghìn một ra hơn được cái 20.000. Đéo. Sao nó còn chỗ nào? Có hai chỗ rồi. Có mỗi hai chỗ thôi. Thế là đây cao nhất rồi còn gì nữa. Bán luôn. Bán luôn. Ok, được 50 nguyên thạch. Với 200 nghìn mua ra. Thưởng còn phải trả giá nữa. Lừa không nhỉ? Thượng danh vọng đi duê này. Thượng danh vọng đi duê.
động ngày lễ gì đây? À, đua xe hoa. Cái này chắc mình làm qua video sau nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video sau nha.